Sáng ngày 28 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Viện Năng lượng tổ chức hội thảo giới thiệu rộng rãi về đề án quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, Quy hoạch điện 8 nhằm lấy ý kiến đóng góp chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm để cùng hoàn thiện đề án trong thời gian tới. Theo Bộ Công Thương, quy hoạch điện 7 và quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã được đưa vào triển khai thực hiện gần 10 năm. Nhìn chung tình hình thực hiện quy hoạch đạt được nhiều kết quả tốt, đáp ứng cơ bản nhu cầu phụ tải với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 10,5% một năm. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, ngành điện đối mặt với nhiều thách thức lớn như nhu cầu điện đang tăng trưởng cao, sự phát triển của nguồn điện không cân đối với nhu cầu phụ tải giữa các vùng miền, hệ số đàn hồi điện trên GDP còn ở mức cao, tình hình triển khai nhiều dự án nguồn điện lớn, đặc biệt là các dự án nhiệt điện than còn chậm tiến độ. Các địa phương chủ yếu ủng hộ các nguồn điện lớn theo xuống xanh sạch, sự phát triển nhanh của các nguồn năng lượng tái tạo khi có các cơ chế khuyến khích phát triển, nhưng lưới điện chưa theo kịp dẫn tới thực tế công suất nguồn điện tại một số nơi còn dư thừa, chưa giải tỏa hết, cơ chế giá điện chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thu hút được đầu tư, vấn đề bảo vệ môi trường vẫn đặt ra nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, việc lập quy hoạch điện 8 được mong đợi sẽ đề ra các giải pháp toàn diện để giải quyết và tháo gỡ các nút thắt hiện nay trong phát triển điện lực. Việt Nam đứng thứ hai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tốc độ phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19. Đây là dự báo mới nhất của hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Racing vừa được công bố. Theo báo cáo, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam trong năm nay sẽ đạt mức 1,9% và 11,2% vào năm sau. Dự báo này cao hơn so với mức 1,8% của năm nay và 6,3% trong năm sau Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đưa ra trước đó. Ngoài ra, ba nền kinh tế là Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan có tăng trưởng. Các nền kinh tế khác trong khu vực đều được dự báo bị suy giảm từ mức 0,9% đến 9,5%. S&P cũng đánh giá tình hình việc làm sẽ là yếu tố chính quyết định tốc độ phục hồi tăng trưởng của các nền kinh tế. Sớm nhất là vào năm 2022, tỷ lệ việc làm của hầu hết các nền kinh tế sẽ trở lại mức như trước khi xảy ra đại dịch covid-19. Viện nghiên cứu MIC nhận định năm 2030 Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới. Theo MIC, chi phí lao động tăng cao ở Trung Quốc cũng như việc nhiều doanh nghiệp muốn đa dạng hóa địa điểm sản xuất dự kiến sẽ khiến nhiều hoạt động đầu tư sản xuất máy tính cá nhân tại Đông Nam Á ngày một nhiều hơn. Dự kiến số lượng máy tính cá nhân sản xuất ra trong năm nay sẽ tăng 6% lên 170 triệu chiếc. Đại dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu giao tiếp và học tập từ xa tăng lên, đồng thời cũng khiến cho nhu cầu tìm hiểu kiến thức dựa trên nền tảng của Google tăng cao hơn. Đáng chú ý đến năm 2030, Đông Nam Á sẽ sản xuất khoảng một nửa máy tính cá nhân được sử dụng trên khắp thế giới. Trong đó Việt Nam và Thái Lan sẽ trở thành hai trung tâm sản xuất chủ chốt. Hiệp hội thép Việt Nam nhận định thị trường thép xây dựng tháng 9 và các tháng cuối năm sẽ có bước khởi sắc sau dịch do nhu cầu tăng. Hiệp hội thép Việt Nam VSA cho biết, sản xuất thép xây dựng trong 8 tháng qua đạt hơn 6,607 triệu tấn, giảm 6,9% so với cùng kỳ. Hiện giá bán thép trong nước ở mức bình quân khoảng 11 đến 11.050 đồng một kg, tùy thuộc từng chủng loại sản phẩm và từng doanh nghiệp cụ thể. Theo VSA, các doanh nghiệp có sự cạnh tranh gay gắt để giữ thị phần hay phát triển thêm thị phần, cạnh tranh trong cả lĩnh vực công trình và dân dụng. VSA cũng nhận định, sản lượng thép xây dựng, sản xuất, bán hàng và xuất khẩu trong 8 tháng của năm 2020 đều giảm do tác động của dịch COVID-19, tuy nhiên dự kiến từ tháng 9 đến cuối năm, thị trường thép xây dựng sẽ khởi sắc hơn.